Đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là một củ hành tây không? Ê heo, mày có mà ỉa không? Tao mắc ỉa lắm đó. Đàn ông là giống đực, còn củ hành tây là thực vật. Vậy cũng biết ngu. Muốn thấy được trái tim của hành tây. What the hell? Ủa, hành tây có cây mà ngu. Đảm bảo bài này chưa bao giờ vào bếp. Con gái không biết nấu ăn là thua rồi. Hay thì phải bóc từng lớp. Cái dao kế bên kìa, sao không chặt nó ra đi? Bóc coi, ngu. Từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt. Đó, cả nói ngu đúng rồi. Nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng hành tây không có tim. Đây là những người mà chưa bao giờ vào bếp với các bạn. Thì ngu, hắn tay làm gì có kim, ngu.